Thưa quý vị, sáng ngày 15 tháng 11 tại phiên tòa phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm theo kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 47 bị cáo khác trong vụ sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Đại diện viện kiểm sát đã nêu quan điểm giải quyết vụ án này. Và trong đó thì bà Trương Mỹ Lan được viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên giảm phạt tù của một tội danh. Với hai tội danh còn lại, viện kiểm sát đề nghị giữ nguyên mức án tử hình của án sơ thẩm. Do đó, vị kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên phạt mức án chung đối với bà Lan là tự hình. Theo đó, vị kiểm sát xác định bà Trương Mỹ Lan là chủ tịch của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bao gồm một tập hợp các công ty con, công ty liên kết. Sau khi hợp nhất ba ngân hàng, Đệ nhất, Tín Nghĩa và SCB, bà Lan đã nắm giữ hơn 91% cổ phần sử dụng ngân hàng SCB như là công cụ tài chính để rút tiền nhằm sử dụng cho mục đích cá nhân. Ở tội danh tham ô tài sản, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt số tiền 304.000 tỷ đồng và 129.000 tỷ đồng lãi phát sinh. Ở tội danh vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Viện Kiểm sát nêu bà Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau. Ở tội danh đưa hối lộ, theo Viện Kiểm sát, nhằm che giấu sai phạm của ngân hàng SCB với đoàn thanh tra, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn là cựu tổng giám đốc ngân hàng SCB nhiều lần dùng ô tô chở 5,2 triệu đô la Mỹ đến đưa cho bà Đỗ Thị Nhàn là cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng, ngân hàng nhà nước. Xét kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan, viện kiểm sát nhận thấy bà Lan là người cầm đầu cùng lúc thực hiện 3 hành vi phạm tội gây tác động xấu đến hoạt động tài chính ngân hàng, gây hoang mang và dư luận xấu trong xã hội. Hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí đã xét xử và tuyên án là đúng với tính chất hành vi phạm tội của bị cáo. Thưa quý vị, một tài xế vi phạm nồng độ cồn đã không kiểm soát được tốc độ và hậu quả là đã đâm vào hai xe máy làm hư hỏng 9 ô tô khác đang đỗ ven đường. Sự việc xảy ra tại khu vực phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Theo đó, tổ công tác cảnh giao thông đã tạm giữ đối tượng vi phạm nồng độ cồn và bỏ trốn này. Sự việc xảy ra vào dạng sáng ngày 13 tháng 11. Vào thời điểm trên, Vũ Huy Hoàng sinh năm 1989, trú tại Thanh Hóa, lái ô tô bán tải màu đỏ lưu thông trên đại độ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, hướng từ trung tâm thành phố về vòng xuyến Bixi. Tại khu vực phường Đông Hương, tổ cảnh sát giao thông nhận thấy xe bán tải này có dấu hiệu vi phạm nên đã ra lệnh dừng xe để kiểm tra. Nhưng thay vì chấp hành, Hoàng đã lùi xe trên đường một chiều nhằm mục đích bỏ trốn. Và trong lúc chạy lùi, xe của Hoàng đã tông vào xe máy lực lượng cảnh giao thông đã lập tức truy đuổi. Khi đến khu vực bên hông trung cư 397, 379, phường Đông Hương do đường hẹp nên Hoàng đã lái xe chạy tới, chạy lui. Và trước tình thế này, lực lượng cảnh giao thông đã phải trưng dụng xe máy của người dân để chặn phía sau ô tô của Hoàng yêu cầu dừng phương tiện. Tuy nhiên, Hoàng tiếp tục tăng ga, lùi, bỏ chạy, kéo lê, xe máy và đồng thời va chạm với 9 ô tô khác đang dừng đỗ lề đường. Quá trình bỏ chạy, ô tô của Hoàng bị mắc kẹt trên về hè và bị lực lượng cảnh giao thông khống chế tiến hành đo nồng độ cồn lập tức cho tài cho thấy tài xế Vũ Huy Hoàng có 0,77 mg trên một lít khí thở hiện nay thì Vũ Huy Hoàng đã bị công an thành phố Thanh Hóa tạm giữ hình sự để điều tra về các hành vi chống người thi hành công vụ và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác thưa quý vị à, dù diễn ra trong một vài năm trở lại đây đây là một tuyến đường cấm người đi bộ các loại xe thô sơ xe thổ, xe đạp điện, xe mô tô, xe gắn máy lưu thông. Hôm nay ngày 15 tháng 11, đội cảnh sát giao thông phụ trách tuyến đường đã tăng cường xử lý và tuyên truyền để người dân đạp xe đạp thể dục hiểu và nắm rõ quy định. Tuy nhiên khi nhìn thấy cảnh sát giao thông thì người đi xe đạp vẫn sẵn sàng bê xe trèo qua rải phân cách xuống đường gom hoặc là băng qua làn đường nhiều làn ô tô để trốn chạy. Theo lực lượng chức năng, tuyến đường Võ Nguyên Giáp đi sân bay nội bài được thiết kế dành riêng cho ô tô lưu thông với vận tốc từ 80 đến 90 km h Thế nhưng hàng ngày, nhất là buổi sáng, thì vẫn có nhiều tốp người điều khiển xe đạp phớt lở biển cấm, dàn hàng đi vào làn đường dành riêng cho ô tô với tốc độ cao, bất chấp nguy hiểm cho bản thân và những người khác. Mặc dù thường xuyên tuyên truyền và tiến hành xử lý khá nghiêm, nhưng vẫn tồn tại những trường hợp điều khiển xe đạp đi vào tuyến đường cấm này. Những người điều khiển xe đạp đi vào tuyến đường này chủ yếu là người chơi loại xe thể thao, đi thành từng tốp và sáng sớm. Chỉ cần vắng bóng, lực lượng chức năng thì sẽ bất chấp nguy hiểm đi vào đường dành riêng cho ô tô. Loại phương tiện này đánh giá có tốc độ khá cao, cơ động, nên khi nhìn thấy cảnh sát giao thông thì người vi phạm sẵn sàng bê xe trèo qua giải phân cách, xuống đường gom hoặc là băng qua làn đường nhiều làn ô tô, di chuyển tốc độ cao để trốn chạy. Đại diện đội cảnh sát giao thông số 15 cho biết, những ngày đầu tháng 11, khi thấy có lực lượng cắm chốt thì rất nhiều người đi xe đạp đã quay đầu và băng qua đường để sang làn đối diện bỏ chạy. Rất may là đã không có tai nạn xảy ra. Và sau khi để mạnh công tác tuyên truyền, thông qua việc xử phạt được người vi phạm tuyên truyền cho chính hội nhóm đi xe đạp, thì đến nay, hành vi vi phạm này đã giảm đáng kể. Ngày 15 tháng 11, Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết đang lên phương án xử lý một con vọc xuống đường tấn công người dân ở thị trấn Phong Nha. Vâng, và thì trước đó thì con vọc này đã bất ngờ lao ra đường tấn công người dân ngay tại trung tâm thị trấn, gây hoang mang cho người dân địa phương. Ngày 14 tháng 11, cá thể vọc màu đen bất ngờ xuất hiện trên đường ở thị trấn Phong Nha, tấn công anh Nguyễn Hồng Thế trú tại thị trấn Phong Nha. Người đàn ông này cho biết khi đang trên đường thì bị vọc tấn công khiến anh bị ngã xe. Anh đã bị con vọc cào đến rách lưng, phải khử trùng và uống thuốc kháng sinh. Ủy nhân dân huyện Bố Trạch cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, huyện đã chỉ đạo phòng nông nghiệp phát triển nông thôn cùng với hạt kiểm lâm huyện Bố Trạch tiến hành liên phương án để xử lý tình huống. Và hiện tại lực lượng chức năng đang triển khai xua đuổi tránh vọc tiếp tục tấn công người, đồng thời tuyên truyền người dân không làm vọc bị thương. Quan chức năng cũng đã tính đến phương án bắn gây mê cá thể này, chuyển đơn vị chuyên môn chăm sóc để thả về tự nhiên. Chính quyền huyện Bố Trạch cũng khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và kịp thời có những hành động phù hợp để bảo vệ sự an toàn cho người dân cũng như là đảm bảo môi trường sống cho loài động vật hoang dã quý hiếm này. Được biết Phong Nha là thị trấn nhưng bao quanh là các cái dãy núi đá vôi và tiếp giáp với vườn quốc gia Phong Nha kẻ bàng nên có rất nhiều những loại động vật quý hiếm sinh sống trong đó vọc là loài sống gần với các khu dân cư nhất. Khoảng 12 giờ trưa nay ngày 15 tháng 11, một xe cứu thương đang đậu trước sảnh phòng cấp cứu bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An thì bất ngờ bốc cháy và khiến cho nhiều người hoảng loạn. Ngay sau khi phát hiện sự việc, các nhân viên trong bệnh viện đã dùng nhiều bình chữa cháy loại nhỏ cố gắng khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, chiếc xe vẫn tiếp tục bốc cháy dữ dội và kèm theo cột khói đen bốc lên cao. Lúc ngọn lửa đang cháy dữ dội, từ trong xe cứu thương xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn. Khoảng hơn 30 phút sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Nghệ An đã có mặt để khống chế ngọn lửa. Thông tin từ phòng hành chính bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An xác nhận xe cứu thương của bệnh viện đa khoa 115 bị cháy khi chở bệnh nhân đến sảnh cấp cứu. Ngay sau đó bệnh nhân được di chuyển kịp thời ra khỏi xe cứu thương. Nguyên nhân vụ cháy xe cứu thương đã được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Thưa quý vị, cơ hội chiêm ngưỡng siêu trăng thứ tư và cũng là cuối cùng của năm nay sẽ đang đến rất gần trái đất. Và siêu trăng thì sẽ sáng nhất là vào thứ sáu ngày 15 tháng 11. Thế nhưng một cái thời điểm đẹp nhất để chúng ta có thể ngắm là khi mọc ở phía đông vào ngày 16 tháng 11. Vâng, còn dự kiến tại Việt Nam thì siêu trăng Hải Ly sẽ đạt độ tròn tuyệt đối và sẽ vào lúc mà trạng vạng sớm. À, ngay sau khi mặt trời lặn ở phía Tây, do vậy là thời gian quan sát tốt nhất sẽ là vào đêm ngày 15 và dạng sáng ngày 16 tháng 11. Trăng tròn tháng 11 được gọi là trăng hải ly vì loài hải ly thường xây đập mùa đông vào thời điểm này trong năm ở vùng đông bắc nước Mỹ. Nó cũng được gọi là trăng xương giá hay là trăng đóng băng ở Mỹ vì lục địa này đang sắp bước vào mùa đông, nhiệt độ sẽ lạnh hơn. Siêu trăng hải ly tháng 11 đạt độ tròn tuyệt đối vào lúc 4 giờ 28 phút dạng sáng ngày 16 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Do vậy thời gian quan sát tròn nhất sẽ rơi vào đêm 15 dạng sáng 16, nhưng để xem được siêu trăng to nhất nên quan sát lúc trăng còn treo thấp tức là khi hoàng hôn ngày 15 tháng 11 vừa buông xuống thì góc nhìn sẽ khiến siêu trăng có màu hồng cam à, tuyệt đẹp và trông có vẻ to hơn nữa. Và trăng hải ly năm 2024 thì có ý nghĩa quan trọng vì nó cũng được coi là siêu trăng, à, nghĩa là nó sẽ trông to hơn và sáng hơn do gần trái đất hơn. Và vào đêm ngày 15 dạng sáng ngày 16 tháng 11 sẽ còn hấp dẫn hơn nữa khi mà cụm sao được gọi là Seven Sister và nghĩa là bảy chị em sẽ ở phía dưới bên trái của siêu trăng này. Và bảy đốm sáng đẹp mắt đó chính là cụm sao thất nữ. Đây là một cụm sao phân tán nằm trong ở à, trong sao Kim Nghiêu.